Duy Đỗ thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ là Duy đang đi giao hàng ở Thủ Đức, và trên đường mình di chuyển để tìm đơn thì bị mắc cây mưa quá lớn. Các bạn xem này, hiện tại giờ Duy đang ở quốc lộ 1A, hay còn gọi là xa lộ Đại Hàng. Khu vực này là khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12. Có một cái đám mây mưa kinh khủng luôn. Đám mây mưa tối thui luôn, mà xe thì chạy tấp nập ngoài đường, nhìn ghê quá. Cái mưa này không thể nào mà chúng ta di chuyển đi được. Đó các bạn, đó. Hiện giờ xe chạy tấp nập từ hướng ở ngoài xa lộ Hà Nội, chạy qua quốc lộ 1A, chạy về hướng ngã tư An Sương. Đó, hướng bên đây là hướng đi về Thủ Đức nè. Đó. Còn hướng bên phải này đó là đi về ngã tư An Sương đó. Quá dữ cây mây này. Cây mưa này khủng khiếp rồi các bạn ơi. Không cách nào thoát khỏi cây mưa này. Cục mây đen còn kinh khủng. Phía trên là trời cục mây đen thùi, khoảng sóng chút xíu thôi, ở dưới là đường đi. Thì Duy cũng như bao nhiêu mọi người cũng đi trên đường làm việc. Mình thì làm cái nghề shipper giao hàng, mà bây giờ gặp mưa như thế này thì mình phải né tránh thôi. Ở trên cục mây đen xa xa có một chiếc máy bay, hình như là đang chuẩn bị đáp xuống. Quá chèn, quá đét. Cục mây này nếu mà mưa cho xuống khu vực này là thôi ngập đường, ngập lộ luôn. Bởi Duy biết thân phận của Duy, Duy né trước. Ai cũng sợ mưa ha. Duy chào các bạn nha. Một lần nữa Duy cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Duy trong các clip thời gian vừa qua cũng như hiện tại. Bây giờ Duy đang đứng ở khu vực này là phường An Phú Đông, quận 12 các bạn. Thì trước khi mình di chuyển để mình tìm đơn hàng thì gặp một trận mưa này lớn quá, cho nên Duy không thể di chuyển được. Duy ở đây Duy để trốn mưa. Sẵn đây Duy review lại cái đoạn đường này cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Các bạn có thấy cục mây không? Cục mây đen thui luôn. Sắp sửa có một cơn mưa lớn đổ xuống đây à. Rồi, không như dự đoán, cuối cùng thì trời mưa lại diễn ra cây mưa lớn rồi. Cái trời mây đen đã không còn nữa các bạn. Đây cũng có các anh, các chú cũng vào lúc mưa.
mưa thì không to không lớn lắm, nhưng mà cái kiểu mưa này là thấy chắc cũng dai à, không phải như mình nghĩ đâu. Mưa ảnh hưởng bão, cái mưa này chắc là đã kéo dài thời gian, giờ đây thì cũng chiều rồi. Rồi, Duy cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Duy. Duy xin kính chúc các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc. Duy bye các bạn nha. Bye các bạn.